Tôi là Han Gyeong-ju, tôi đến từ Hàn Quốc. Hiện tại tôi đang học tiếng Việt tại Hà Nội. Nhờ bạn giới thiệu mà tôi biết đến câu lạc bộ bóng chày Fish Hanu. Tôi mới tập với đội được một tháng thôi. Không khí ở đây vui lắm. Han Gyeong-ju là một trong số nhiều du học sinh đam mê bóng chày đang tập luyện tại câu lạc bộ Fish Hanu. Với anh, bóng chày không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách tốt nhất để giúp anh sớm hòa nhập với con người cũng như cuộc sống tại Việt Nam. Khác với Han Gyeong-ju, huấn luyện viên Subo Tadanori là một nhà tuyển dụng nhân lực và đã làm việc tại Việt Nam hơn một năm nay. Không thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp, niềm vui của ông mỗi cuối tuần là được ra sân, sống với niềm đam mê và truyền tải những kinh nghiệm hơn 15 năm tập luyện tại Nhật Bản cho các vận động viên trong câu lạc bộ. Tôi luôn nói với các bạn ấy rằng, hãy tạo ra những âm thanh lớn, hãy hô thật to khi tập luyện. Điều đó sẽ mang tới sự khác biệt trong môn bóng chày. Lúc nào thì huấn luyện viên cũng yêu cầu mọi người là hô lên, hét lên, thì đấy là chính là việc kêu gọi mọi người là cái tinh thần của mình nó phải lên, thì lúc nào cũng theo kiểu là quyết tâm giành chiến thắng. Để trở thành một môn thể thao phát triển tại Việt Nam, bóng chày vẫn cần một chặng đường dài. Nhưng ở thời điểm hiện tại, môn thể thao này đã bắt đầu có chỗ đứng vững chắc hơn khi thu hút được những người bạn nước ngoài đầy nhiệt huyết.